Cô chú anh chị ơi, bữa nay Tấn có một tin vui gửi đến cô chú anh chị nha. Tin vui quá cho nên bữa nay Tấn đi quay sớm, mới có 7 giờ sáng à. Một căn nhà mới vừa hoàn thiện, lát gạch men nè, tường có dán gạch men, bên trên có là phòng, hai phòng ngủ, mà giá bán chỉ có 699 triệu. Nhà hướng chánh đông nha cô chú anh chị. Mặt tiền, cái đường bờ kênh rất là rộng luôn. Nhà này diện tích á, chiều ngang 5m, chiều dài 21m2, là đúng diện tích trên sổ luôn, không có vướng lộ giới gì hết nha. 5 x 21m2 hướng chánh đông. Tổng diện tích là 106m2. Thổ cư 100%. Địa chỉ là ấp An Điền, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Cái chỗ này là giáp ranh thành phố Tây Ninh nha. Từ đây mình đi vô trung tâm thể dục thể thao của tỉnh nè, rồi trường trung cấp kinh tế kỹ thuật á, là khoảng chừng 1 cây số thôi. Đi bến xe Tây Ninh, chợ Tây Ninh là 3 cây số rưỡi. Còn vô ngay vòng xoay trung tâm siêu thị Coopmart Vincom tỉnh á, là có 5 cây thôi. Đi Tòa Thánh 8 cây, núi Bà Đen 15 cây. Gần cụm công nghiệp Thanh Đèn nha, đây ra cụm công nghiệp Thanh Đèn 3 cây thôi. Ở đây xã An Bình nè, giáp ranh với xã Thanh Đèn nè, rồi giáp ranh với phường 1, phường 2 của thành phố Tây Ninh nè. Đây đi thị trấn Châu Thành cũng rất là gần. Giấy tờ pháp lý rõ ràng, sổ hồng chính chủ nha cô chú anh chị. Bây giờ chị Xuân chủ nhà đó bán căn nhà này với giá 699 triệu. Căn nhà này là hướng chánh đông nha cô chú anh chị. Mặt tiền cái đường bờ kênh, mà cô chú anh chị coi cái đường bờ nè. Cái đường bờ này rộng mười mấy mét luôn nha cô chú anh chị. Và đây là kênh thủy lợi lấy nước từ hồ Dầu Tiến. Kênh này có tên là TN17. Mùa này á, nước hồ Dầu Tiến xả về nè. Kênh được xây xi măng luôn nha cô chú anh chị, nhìn rất là đẹp luôn. Kế bên nhà là có cây cầu, thì chúng ta có thể đi qua đi lại hai bên bờ. Từ đây mình đi qua cây cầu ha. Đây mình đi tới cây cầu là có 20 mét thôi. Qua cầu chạy về hướng đó 500 mét là quốc lộ 22B. Vô thành phố Tây Ninh, ở đây mình thấy núi Bà Đen luôn kìa, mờ mờ không biết cô chú anh chị thấy không. Đó, quẹo vô hướng đó 500m là quốc lộ 22B. Còn đi thẳng đường bờ kênh này là thông ra tỉnh lộ 781 luôn. Quẹo trái là cũng thông ra 781 luôn. Đây, cái đường bờ nè, cô chú anh chị thấy rất là rộng ha. Nhà là xây đúng diện tích trên sổ nha, không có dính lộ giới gì hết trơn luôn. Thì ở đây cô chú anh chị thấy là những căn nhà liền kề. Cô chú anh chị xem kênh của Tấn là sẽ nhớ những căn này Tấn đã quay rồi, và chị Xuân chủ nhà là đã bán hết rồi. Còn cái căn bây giờ Tấn quay nè là mới vừa xây xong luôn. Bây giờ vô nhà còn thơm mùi nước sơn luôn nha. Mới xây xong luôn cô chú anh chị. Còn những căn này là xây trước nè, Tấn quay bán rồi hết ha. Đây, đi ra hướng này là ra xã An Bình nè, ra xã Thanh Điền, cụm công nghiệp Thanh Điền, ra quốc lộ 22B được luôn. Đằng kia cũng có cây cầu kìa, quẹo trái là ra quốc lộ. Đằng đó có cái nhà biệt thự rất là bự nha cô chú anh chị. Cũng trên đường bờ luôn. Đây nè. Đó, cái nhà biệt thự bự đó. Đằng đó cũng có cây cầu đó. Thì đi ra hướng này là ra hướng ủy ban xã An Bình nè. Rồi ra chợ Thanh Điền, cụm công nghiệp Thanh Điền nha. Có cái view bờ kênh mát mẻ. Cái kênh này á, cá rô phi nhiều lắm nha cô chú anh chị. Chiều chiều mát mát ra ngồi câu cá rô phi, thư giãn nè, rất là thoải mái nha. Và cái kênh nhìn sạch sẽ, xây xi măng luôn, giống như là cái hồ bơi vậy đó. Cái hồ bơi dài tới mấy chục cây số. Ở trước nhà thì có rẫy đá ha. Còn bên trong sân nè, lát gạch vỉa hè, cổng sắt nè, mái che đưa ra tới ngoài nè. Mái che liền kề với những nhà hàng xóm luôn, không sợ mưa tạt. Giờ Tấn quay là sáng sớm luôn nha cô chú anh chị. Đó, sân vỉa hè thì sân này đậu ô tô. Ok ha. Bậc thềm bước lên nhà hai bậc, phong thủy tốt luôn. Mặt dựng nè. Cửa kính khung sắt. Bên đây thì có cái vách tôn nữa nè. Và có xây tường. Từ trong nhà nhìn ra nè, sân khá là rộng rãi luôn. Và cái vị trí này rất là thoáng mát luôn cô chú anh chị.
Gạch lát nền là 60-60, gạch dán tường cao 1m6, nước sơn á, thì màu xám ha, bên trên là la phong trần thả. Thì bữa nay Tấn quay rất là sớm luôn cô chú anh chị ơi, mới có 7 giờ kìa. Thì cái ánh nắng mặt trời là nó chiếu vô nè, chút nữa cử 8 giờ, 9 giờ là sẽ hết nha. 8 giờ, 9 giờ thì ánh mặt trời sẽ dài ra nha. Vị trí Google Maps của nhà Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Đường vô nhà thì có nhiều hướng vô lắm. Từ thành phố Tây Ninh đi tới, mình có thể đi ngang cầu Quan cũng được, đi ngang bến xe Tây Ninh cũng được, hay là từ ngã tư Thanh Điền, cụm công nghiệp Thanh Điền tới cũng được, hay là từ ngã tư Sương Năm, tỉnh lộ 781 vô cũng được, hướng xã An Bình vô cũng được luôn. Ở đây nhìn hướng này là thấy được núi Bà Đen luôn. Ở đây đi lên núi Bà Đen là 15 cây nha, đi Tòa Thánh á, là 8 cây. Bên trên là phòng Trần Thả nè, một căn nhà giá rẻ 699 triệu. Bây giờ vô nhà còn thơm mùi nước sơn lắm cô chú anh chị. Đường điện là đi âm tường hết nè, hành lang thì rộng hơn 1m2 luôn. Đó, gạch dán tường với lại la phong là xuyên suốt ha. Cái màu nhà thì Tấn thấy rất là nhẹ nhàng nha, màu xám nè kết hợp với màu trắng nè. Cái la phong trên cũng là màu trắng xám luôn, nhẹ nhàng. Nhà hai phòng ngủ nè cô chú anh chị. Đường dây điện gắn máy lạnh là có sẵn nha, đèn ngủ có sẵn luôn. Đây phòng ngủ thứ hai. Chút nữa Tấn sẽ quay từ bến xe Tây Ninh, chợ Tây Ninh, chạy tới đây cho cô chú anh chị xem cái đường đi nha. Từ bến xe Tây Ninh, chợ Tây Ninh tới đây là chúng ta sẽ đi ngang qua ngã ba, ngã tư quốc tế nè, đi ngang qua trường trung cấp kinh tế kỹ thuật nè, nhà thi đấu thể dục thể thao của tỉnh nè, đi ngang khu biệt thự Trại Gà, đi ngang trường trung học cơ sở Thái Bình. Đó, đi ngang rất nhiều tiện ích luôn. Cái khu này giáp ranh với thành phố Tây Ninh đó cô chú anh chị, cho nên là cán bộ công nhân viên chức làm việc ở thành phố Tây Ninh hay là cán bộ quân đội ở sư đoàn 5 quân khu 7 á, là người ta định cư khu này nhiều lắm. Ở đây là gần sư đoàn 5 quân khu 7 nha, cách khoảng chừng 2 cây số. Khu vực nhà bếp nè, mặt bếp là dán đá bóng kiến. À, thì cái chỗ để nhà bếp với lại để cái bàn ăn nè thì khá là rộng rãi nha nè cô chú anh chị. Từ sau nhìn tới trước nè, la phong đồ hết luôn ha. Rồi phía bên đây là có gương, lavabo, nhà tắm, toilet, cửa nhôm kính mờ nè. Có cửa thông gió nữa nè cô chú anh chị. Đó, hết trọn gói luôn, cả nhà và đất là chỉ có 699 triệu thôi. Là trọn gói nha, 699 triệu cả nhà và đất. Máy giặt thì sẽ để ngay góc này ha, đường ống nước vô nước ra, ổ điện có sẵn. Và cái sân phơi phía sau nè, lát gạch vỉa hè giống sân trước. Bồn nước inox thì có trụ sắt để riêng. Đây, bồn nước rất là bự luôn. Cửa hậu phía sau khung sắt luôn. Nhà xây tô xung quanh hết nha cô chú anh chị. Cửa thông gió, nhà tắm nè. Đây, hàng xóm kế bên cũng là nhà chị Sương xây luôn, cho nên thiết kế là cũng giống giống vậy luôn cô chú anh chị. Phía sau thì có hàng rào 70 sẵn ha, có vòi nước nè, lát gạch vỉa hè. Thì phía sau á, ở trên sổ thể hiện cái dòng mương, thì đây đúng là cái mương nè cô chú anh chị. Đó, nhỏ xíu thôi, có xây xi măng luôn. Mương thủy lợi luôn nha, là
lấy nước từ cái kênh mặt tiền vô á là nước hồ Dầu Tiếng luôn á cô chú anh chị, kênh thủy lợi để đi tưới vườn đồ nè. Thì ở phía sau là vườn mì ha, đó ở trước thoáng ở sau cũng thoáng luôn, cho nên gió đều rất là mát. Rồi 699 triệu nha cô chú anh chị, muốn mua thì liên hệ trực tiếp gặp chị Xuân chủ nhà, không có qua môi giới trung gian gì hết. Vị trí Google Maps thì Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả. Một căn nhà giá quá rẻ luôn, giáp thành phố Tây Ninh nữa, cho nên là tiện ích đầu đầy đủ nha. Muốn đi siêu thị, công viên, bệnh viện, trường học, những trường học lớn á, là vô trung tâm là có đầy đủ. Đây cách chợ Tây Ninh là có 3,5 cây thôi. Từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây á là 90 cây số nha cô chú anh chị. Chỗ này cách cụm công nghiệp Thanh Đèn 3 cây, cách quốc lộ 22B là có 500m thôi. Cô chú anh chị xem sổ hồng nè, nhìn sơ đồ rất là đẹp luôn nha. Cái kênh phía trước mặt tiền á là kênh TN17, thì chúng ta thấy nè, cái đường bờ rất là rộng. Rồi có 5m phạm vi vùng phụ cận nè. Và diện tích của nhà đất đang cần bán á là chiều ngang đúng 5, ở trước 5, ở sau 5. Còn chiều dài là hơn 21m nè. Là không có dính lộ giới gì hết luôn nha. Đó, diện tích được phép sử dụng. Ở sau là có cái mương nữa nè. Thửa đất số 472 tờ bản đồ số 6, địa chỉ ấp An Điền, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 106m2 nè. Đất ở tại nông thôn, tức là thổ cư 100% luôn. Ghi chú là không có ghi gì hết, là không có dính lộ giới gì hết luôn nha. Nhìn sơ đồ đẹp quá cô chú anh chị ơi. 699 triệu nha. Bây giờ Tấn đọc số điện thoại chị Xuân chủ nhà để cô chú anh chị liên hệ mua nhà nha. Giá bán 699 triệu là bao gồm nhà và đất, nói chung là trọn gói á, 699 triệu nha cô chú anh chị ơi. Số điện thoại chị Xuân 0983 537 792, 0983 537 792, 0983 537 792, gặp chị Xuân chủ nhà. Đó, ngay cây cầu quẹo phải 500m là ra quốc lộ 22B. Mặt tiền nè là cái hồ bơi dài mấy chục cây số. Kênh thủy lợi kênh TN17 được xây xi măng ha. Ngã tư ngay cây cầu đó là bốn hướng đều là đường thông hết luôn. Cái bờ kênh thì chúng ta thấy rất là bự ha, ô tô xe tải đều ra vô thoải mái. Đây hàng xóm đầu kế bên nè, đường thông hết à cô chú anh chị. Cái bờ bên kia á, là xe đầu đi được luôn nha, ô tô đầu chạy cũng được luôn. Rồi bây giờ Tấn sẽ quay từ bến xe Tây Ninh, chợ Tây Ninh theo đường Trưng Nữ Vương á, chạy tới đây cho cô chú anh chị biết cái đường đi ha. Cô chú anh chị ơi, bây giờ Tấn trên đường Trưng Nữ Vương, cái hướng từ đường 30 tháng 4 đi ngang chợ Tây Ninh và đi ngang bến xe Tây Ninh nè cô chú anh chị. Chợ Tây Ninh thì ngay chỗ này chúng ta quẹo phải vô nè, còn bến xe Tây Ninh là ngay trước mặt nè. Đây bến xe khách Tây Ninh bên tay phải, thì chúng ta cứ chạy thẳng theo đường Trưng Nữ Vương này là sẽ ra quốc lộ 22B, rồi từ quốc lộ vô nhà có 500m thôi. Ở đây là thuộc phường 1, phường 2 của thành phố Tây Ninh nè cô chú anh chị. Đây cổng bến xe Tây Ninh bên tay phải này nha. Cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ trước mặt nè, gọi là ngã tư quốc tế. Thì từ bến xe Tây Ninh này nè, đi tới căn nhà đang cần bán là khoảng 3,5 cây nha cô chú anh chị ơi. Chúng ta sẽ chạy thẳng luôn nha, theo đường Trưng Nữ Vương. Nếu quẹo trái là sẽ ra ngã tư Thanh Đèn, ra cụm công nghiệp Thanh Đèn á,
Còn quẹo phải là ra đường Cách Mạng Tháng 8 nha. Quẹo phải là có thêm một cái cổng chợ Tây Ninh á. Nói chung là cái khu bên tay phải á là bến xe Tây Ninh, chợ Tây Ninh. Còn bây giờ chúng ta đi thẳng là sẽ đi ngang qua trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật, rồi đi ngang qua Trung tâm Thể dục Thể thao của tỉnh, đi ngang qua trường cấp 2 Thái Bình luôn. Đây, ngã tư quốc tế nha. Định vị Google Maps của nhà Tấn Kim đường link để trong phần mô tả. Cô chú anh chị xem cái đường nào đi tới thuận tiện nhất, dễ nhất thì chúng ta đi nha. Có nhiều hướng để đi vô nhà lắm cô chú anh chị. Từ ngã tư Thanh Điền, chợ Thanh Điền tới cũng được. Hay là từ ngã tư Sư Năm, thị trấn Châu Thành tới cũng được. Mình đi cái đường bên cầu Quang cũng được nha. Nhiều hướng. Đi hướng xã An Bình vô cũng được luôn. Thì vị trí nhà coi như là giáp ranh với thành phố Tây Ninh đó cô chú anh chị. Gần cụm công nghiệp rồi nè. Nói chung là đi vô mấy cái chỗ mà có việc làm á, với lại những cái tiện ích như là trường học, bệnh viện, công viên, siêu thị, rạp chiếu phim là có đầy đủ hết trơn nha cô chú anh chị ơi. Từ nhà đi Tòa Thánh Tây Ninh á, là khoảng 8 cây. Chạy tới đây thì chúng ta sẽ đi ngang qua khu biệt thự Trại Gà nha cô chú anh chị. Đó, nếu quẹo phải vô những cái cầu này nè là sẽ tới khu biệt thự Trại Gà. Rồi thông ra đường tỉnh lộ 781 luôn là quẹo phải nha. Còn đây ở trước mặt nè, bên tay phải là trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật của tỉnh Tây Ninh. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật. Ngay bên cạnh á, là Trung tâm Thể dục Thể thao của tỉnh. Từ đây đi tới nhà là khoảng cây số nữa nha cô chú anh chị. Đèn xanh đèn đỏ phía trước là quốc lộ 22B rồi đó. Thì chúng ta sẽ rẽ trái. Trước khi tới đèn xanh đèn đỏ thì bên tay trái là trường Trung học Cơ sở Thái Bình nè. Đường nằm ngang là quốc lộ 22B nha cô chú anh chị. Quẹo phải theo xe container á, là sẽ ra tỉnh lộ 781, ra ngã tư Sư Năm, lên thị trấn Châu Thành, quay lại thành phố Tây Ninh. Còn bây giờ mình rẽ trái là hướng về xã An Bình, rồi xã Thanh Điền, cụm công nghiệp Thanh Điền nè. Bên phải là hẻm số 8 là cũng thông tới nhà được nè cô chú anh chị. Ở khu này á là cán bộ công nhân viên chức, người ta làm việc ở thành phố Tây Ninh á, lựa chọn định cư ở khu vực này rất là nhiều nha. Bên trái là công ty Thành Thành Công nha. Bên phải là hẻm số 10 nè. Vô bằng hẻm số 10 cũng được luôn. Mà cái đường đi vô gần nhất, dễ nhất đó là hẻm số 12, là ngay phía trước nè. Bên tay trái là trại thực nghiệm cây trồng. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải ngay chỗ hẻm số 12 nè cô chú anh chị. Nếu đi thẳng là chợ Thanh Điền, cụm công nghiệp Thanh Điền, ra ngã tư Thanh Điền thì xã An Bình nha. Đây, quẹo phải hẻm số 12. Đây, ngay hẻm số 12, quốc lộ 22B, chạy vô 500m, tới bờ kênh, là tới nhà nha cô chú anh chị.
Nhà mặt tiền bờ kênh, cái đường bờ rất là rộng luôn ha. Cái đường này á, sắp tới sẽ lên nhựa hoặc là bê tông luôn nha cô chú anh chị ơi. Tại vì những cái đường khác á, đã lên nhựa và bê tông hết rồi. Còn lại cái đường số 12 này nè, đó, dân cư trong đây rất là đông nè. Thì ở đây á, là giáp thành phố Tây Ninh, cho nên là cán bộ công nhân viên chức làm việc ở thành phố Tây Ninh, với lại cán bộ quân đội ở sư đoàn 5 quân khu 7 á cô chú anh chị, là người ta cũng lựa chọn định cư ở đây rất là nhiều. Nói chung là khu này cán bộ nhiều lắm. Vị trí Google Map thì Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Đường này mà lên nhựa hay lên bê tông nữa là ngon lành luôn. À, tới khu đất trống phía trước thì cô chú anh chị nhìn lịch lệch sang trái, chúng ta sẽ thấy nguyên dãy nhà. Đó, trong đó có căn nhà đang cần bán 699 triệu. Nguyên dãy nhà dọc bờ kênh đó cô chú anh chị. Thì trong dãy nhà này chị Xuân xây, Tấn quay là bán hết rồi. Bữa nay là quay căn mới vừa xây xong ha. Đó, cái đường này rất là rộng nè. Bờ kênh này mình quẹo phải cũng được nè, đi thẳng cũng thông ra đường nhựa luôn nha. Quẹo phải là cũng thông luôn. Còn căn nhà đang cần bán ngay phía trước mặt này cơ chứ anh chị ơi. Đi thẳng đường bờ kênh này là nó thông ra đường nhựa xã An Bình nè, ra Ủy ban xã rồi ra Thanh Điền, cụm công nghiệp Thanh Điền được luôn. Đây, nếu cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích, bấm đăng ký kênh để xem nhiều video clip khác nữa nha cô chú anh chị ơi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất, Zalo 0339 120 133.